Kính thưa quý vị, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói, đấu tranh dù ở bất cứ nơi đâu. Trong cuộc phỏng vấn với BBC, ngay sau khi phát biểu tại họp báo ở Hạ viện Hoa Kỳ, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói, ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam dù ở bất cứ đâu. Cuộc họp báo do dân biểu Chris Smith chủ trì, có sự tham dự của cựu dân biểu Cao Quang Ánh và ông Nguyễn Đình Thắng, giám đốc tổ chức cứu trợ thuyền nhân BPSOS, được tổ chức trước thềm đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Washington DC ngày 12 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Ông Vũ, người vừa được thả tù sang Hoa Kỳ hôm ngày 7 tháng 4, cũng đưa ra nhận định của ông về các diễn biến mới trên Biển Đông sau khi Trung Quốc chuyển giàn khoan vào sâu gần bờ biển Việt Nam. Trước hết, ông nói về phát biểu của mình tại cuộc họp báo chiều ngày 6 tháng 5 giờ Washington. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nói, trọng tâm của ông trong cuộc họp báo là đề xuất các giải pháp để vô hiệu hóa các điều luật hình sự mà chính quyền Việt Nam dựa vào để bỏ tù những người bất đồng chính kiến ôn hòa, cụ thể là trong khuôn khổ đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt tới đây. Thông qua cuộc họp báo, ông nói, tôi khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ hai điều. Thứ nhất là yêu cầu chính phủ Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền như Điều 88, Điều 258 và Điều 79 của Bộ Luật Hình Sự mà lâu nay chính phủ Việt Nam dựa vào để bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Ông cũng khuyến nghị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính phủ Cộng sản Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm hay người bị bỏ tù theo các điều luật ở trên. Thứ hai, ông cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam luật hóa Công ước Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn. Ngoài ra, ông Vũ khẳng định là việc ông ra tù không dựa trên bất kỳ thỏa thuận nào giữa chính phủ Cộng sản Việt Nam với ông hoặc gia đình ông. Từ trước đến nay, ông chỉ đòi chính phủ Việt Nam trả tự do cho ông bởi vì ông vô tội, chứ chưa bao giờ yêu cầu cho ông đi chữa bệnh cả.